cả nhà sát sanh gặp quả báo. Cha ơi, mẹ ơi, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Hôm nay trời đẹp như vậy, cả nhà chúng ta đi về vùng quê chơi đi, có được không? Dạ được, dạ được. Vào kỳ nghỉ, cả gia đình Trịnh tiên sinh đi về vùng quê nghỉ mát. Nhưng chuyến đi lần này đã khiến cả nhà ông gặp phải tai họa liên tục về sau. Câu được rồi, câu được rồi. Wow, hay quá. Không ngờ ở con sông nhỏ này có thể câu được cá lớn. Mẹ ơi, qua đây xem đi. Ba câu được con cá lớn rồi nè. Ba thật là lợi hại. Ba ba, nhìn kìa, rất nhiều cá bơi đến kìa. Ba nhất định phải câu hết chúng đi. Sao chạy mất tiêu rồi? Con à, con đi tìm mẹ chơi đi. Đợi lát nữa ba nướng cá cho con ăn. Con không thích, con muốn ở đây xem ba câu cá. Nhưng mà con nói chuyện lớn tiếng như vậy sẽ khiến cho lũ cá trong hồ sợ chạy mất đó. Việc này sao lại trách con? Nhất định là do kỹ thuật câu cá của ba không được tốt nên mới không câu được cá rồi. Con gái, con xem có bướm bướm kìa. Con đi bắt bướm bướm đi. Dạ được, để con đi bắt bướm bướm. Bướm bướm đẹp quá. Bướm bướm ơi, đừng bay. Xem ngươi chạy đi đâu nè. Bắt được rồi, bắt được rồi nè. Mẹ, mẹ nhìn xem, con đã bắt được con bướm rất là đẹp. Ừ, con bướm này thật là đẹp. Dạ đúng rồi mẹ. Mẹ cho con cái túi này để con đựng bướm bướm đi. Sau khi về nhà con sẽ đem con bướm này làm tiêu bản, rồi mang vào trong trường cho các bạn xem. Người bay không thoát được đâu. Mẹ ơi, mẹ canh nó giúp con nha. Con đi bắt thêm vài con bướm nữa. Được rồi, con đừng chạy xa quá nha. Đáng ghét, chút nữa là bắt được nó rồi. Ồ, là tiếng động gì vậy? Mẹ ơi, mau lại đây. Ở đây có rắn. Con gái, mau đi khỏi nơi này. Mẹ ơi, con rắn ở kia kìa. Con đừng sợ, có mẹ ở đây. Mẹ ơi, nó chạy rồi. Đừng sợ, nó không chạy thoát được đâu. Ngươi còn muốn chạy thoát à? Ta đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi nè. Mẹ ơi, nó chết chưa vậy? Nó đã chết rồi, không sao đâu. Cả nhà Trịnh tiên sinh chuyến đi này đã gây ra nhiều tội nghiệp sát sanh, nhưng họ không chút mảy may cảm nhận hành vi của chính mình nghiêm trọng ra sao. Nào, cá đã nướng xong rồi, mau ăn đi. Ồ, ngon quá đi. Chào anh, xin hỏi những con cá này có phải là do anh đã câu từ con sông này không? Đúng rồi, mời bác qua đây cùng ăn với chúng tôi. Mùi vị rất là tươi ngon. Sao các vị lại sát hại nhiều sinh mạng như vậy chứ? Việc này đâu có sao đâu. Các vị nên biết, khi giết hại hoặc làm bị thương sinh linh, quả báo tương ứng sẽ giáng xuống người các vị. Đến lúc đó có hối hận cũng không kịp nữa. Bác à, tôi không tin nhân quả báo ứng đâu. Đúng rồi, bác à, nhân quả báo ứng đều là những lời gạt người thôi. Hiện nay là thời đại gì rồi, sao lại đi tin những lời kia chứ? Ê, các vị vẫn cứ mê lầm, không giác ngộ như vậy. Chẳng lẽ các vị đợi đến lúc báo ứng rồi mới tin tưởng hay sao? Ba, mẹ, nhưng quả báo ứng mà ông đó nói là ý nghĩa gì vậy? Con à, ông đó chỉ nói đùa thôi. Đúng rồi, ông chỉ nói đùa với gia đình mình thôi. Đ
Gia đình Trịnh tiên sinh sau khi kết thúc chuyến đi chơi chưa được vài ngày thì quả báo đã đến. Ui da, sao bị đau vậy nè? Đầu của tôi đau quá đi. Cô Trịnh đột nhiên đau đầu không ngớt. Đến bệnh viện khám, chụp X quang, thử máu, kiểm tra rất nhiều, lần đều không tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Sau đó, do cuộc sống bị cong, cô đã bị gai cuộc sống. Lúc đứng vật đi, lưng đều rất đau. Anh à, cơ thể của em không biết bị sao rồi. Đau đầu, đau lưng. Đầu đau, lưng cũng đau. Ngay cả bác sĩ cũng không tìm ra được nguyên nhân. Chẳng lẽ chúng ta thật sự đã bị báo ứng sao? Ê, lẽ nào trên đời này có nhân quả báo ứng chứ? Từ lúc đi chơi về, tay của anh thường xuyên bị đau. Chẳng lẽ là do anh câu cá nên bị quả báo sao? Cũng có thể. Lần đi chơi đó em đã dùng một cây gậy đập chết một con rắn, đã đập vào cái đầu và lưng của nó. Kết quả đầu và lưng của em cũng rất là đau đớn. Cứu tôi với, cứu tôi với, đừng nhốt tôi lại mà. Cầu xin thả tôi ra, đừng nhốt tôi lại. Con gái, con gái, con gặp ác mộng à? Mẹ ơi, mẹ ơi, con đã gặp một giấc mơ dễ sợ lắm. Con mơ thấy mình bị nhốt vào trong một văn phòng, làm cách nào cũng không tìm được đường để thoát ra. Con sợ lắm. Con gái à, con đừng sợ, có mẹ ở đây, không có sao đâu con. Hai vợ chồng Trịnh tiên sinh đã sâu sắc nhận được sự linh nghiệm của quả báo. Vì vậy họ đành tìm đến một vị sư tỷ là người học Phật, hy vọng bà có thể giúp đỡ họ. Sư tỷ, sự việc đã diễn ra như vậy đó. Từ ngày chúng tôi đi chơi về, cả nhà chúng tôi không hiểu gì sao đều bị bệnh. Tôi cảm thấy là do lần đi chơi đó, chúng tôi đã sát sanh quá nhiều, nên đã gặp quả báo. Sư tỷ, tôi cảm nhận được như vậy có đúng không ạ? Đúng rồi, các vị quả thật là sát sanh mà gặp quả báo rồi. Ôi trời, xem ra sự thật là có nhân quả báo ứng rồi. Sinh linh trong thế gian chúng ta đâu thể tùy ý làm hại được. Sát sinh là tội nghiệp rất nặng. Cô Trịnh, cô đã giết hại một con rắn, dùng cành cây đánh vào đầu và thân thể của nó. Kết quả dẫn đến đầu và vùng lưng của cô đều bị đau đớn. Đây chính là quả báo của việc giết rắn. Ban đầu con rắn đó không có hề ý làm hại chúng tôi. Tại sao tôi lại đánh nó chứ? Quả thật là có tội mà. Anh Trịnh, những con cá bị anh câu rồi, đem đi nướng. Cá ra khỏi nước rồi bị tiêu thuốc trên lửa thật là đau đớn biết bao. Vì thế cái tay mà anh cầm cần câu đó cứ ầm ĩ đau hoài. Thật là không ngờ, quả báo đến nhanh như vậy. Còn nữa, con gái của anh chị bắt bướm bướm, rồi đem bỏ chúng nó vào trong bao, thậm chí dùng chúng để làm tiêu bản. Vì thế mà mỗi đêm bé đều mơ thấy ác mộng, mơ thấy chính mình bị nhốt, không thể chạy thoát thân. Sư tỷ, chúng tôi đã biết mình sai rồi, chị nhất định hãy giúp chúng tôi đi. Dạ đúng, xin chị hãy giúp chúng tôi nghĩ cách đi. Người nào tạ tội thì người đó gánh hậu quả. Ngoài các chị ra thì không ai có thể giúp được. Người nào tạ tội thì người đó gánh à? Sư tỷ, chị nói chúng tôi nên làm thế nào mới được đây? Việc đã đến nước này các vị chỉ còn cách phóng sanh. Hổ sanh thì mới có thể mong những sinh linh đã bị giết hại tha thứ. Quá ra là như vậy. Chúng tôi lập tức đi phóng sanh. Dân, chúng tôi lập tức đi phóng sanh. Cả nhà Trịnh tiên sinh sau khi nghe lời của sư tỷ thường đi phóng sanh, đồng thời truyền thành hướng về những sinh linh đã từng bị mình sát hại mà sám hối, đem công đức phóng sanh hồi hướng cho những chúng sanh đã từng bị sát hại.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.